Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của tất cả hạnh Đại Bồ Tát, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện, nếu Đại Bồ Tát như thật rõ biết tướng thật tế của quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, thì Đại Bồ Tát ấy đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn lúc bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn thế nào là tướng thật tế của sắc thế nào là tướng thật tế của thọ tưởng hành thức để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn phật dạy này thiện hiện không có giới hạn của sắc, đó là tướng thật tế của sắc, không có giới hạn của thọ tưởng hành thức, đó là tướng thật tế của thọ tưởng hành thức. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của nhãn xứ, thế nào là tướng thật tế của Nhĩ tĩ thể thân ý xứ, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của nhãn xứ, đó là tướng thật tế của nhãn xứ, không có giới hạn của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, đó là tướng thật tế của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, bạch thế tôn thế nào là tướng thật tế của sắc xứ, thế nào là tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp xứ, để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của sắc xứ, đó là tướng thật tế của sắc xứ, không có giới hạn của thanh hương vị xúc pháp xứ, đó là tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp xứ, để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng thật tế của nhãn giới, thế nào là tướng thật tế của nhĩ tĩ thể thân ý giới, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn. Này thiện hiện, không có giới hạn của nhãn giới, đó là tướng thật tế của nhãn giới, không có giới hạn của nhĩ tĩ thể thân ý giới, đó là tướng thật tế của nhĩ tĩ thể thân ý giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, bạch thế tôn thế nào là tướng thật tế của sắc giới, thế nào là tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp giới, để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện không có giới hạn của sắc giới, đó là tướng thật tế của sắc giới, không có giới hạn của thanh hương vị xúc pháp giới, đó là tướng thật tế của thanh hương vị xúc pháp giới. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn.